Xin kính chào quý khán giả và các em nhỏ đang theo dõi chương trình Thiếu Nhi trên kênh TTV. Quý vị và các em thân mến, khi cánh nắng chói chang len lỏi vào từng ngõ ngách, tiếng ve râm ran trên từng cành cây kẽ lá, thì đó là lúc báo hiệu một mùa hè nữa đã lại về. Mùa hè về đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tạm rời xa mái trường, có những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học thật nhiều nỗ lực và chăm chỉ. Hè về cũng là khoảng thời gian các bạn nhỏ được vùng vẫy trong làn nước mát, trong những chuyến đi biển cùng bố mẹ hay đi bơi cùng bạn bè để xua tan cái nắng nóng. Chúng ta đều biết rằng bơi lội rất tốt sức khỏe và là một bộ môn rất được yêu thích trong dịp hè. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động thể thao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và đã có những vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trên thực tế. Xuất phát từ nguyên nhân này mà hiện nay các trung tâm giáo dục và các nhà trường đang rất chú trọng đến việc tổ chức các lớp dạy bơi để trang bị các kỹ năng cần thiết cho trẻ. Trong chương trình Thiếu Nhi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem hoạt động này đã được diễn ra như thế nào các em nhé! Các em biết không, vào mỗi buổi chiều thứ 6 hàng tuần luôn là thời điểm các bạn học sinh của trường Trung học cơ sở Quảng Hòa, huyện Quảng Xương mong chờ và háo hức nhất. Vì đó là khoảng thời gian dành cho những giờ học ngoại khóa. Đặc biệt, trong thời điểm khi mùa hè đến, các bạn ấy sẽ được tham gia lớp tập huấn kỹ năng bơi. Trong những năm gần đây, trên khắp mọi miền cả nước, những vụ đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ. Nguy cơ đuối nước luôn rình rập trẻ em ở khắp mọi nơi, nhất là về mùa hè, trời nắng nóng, các em được nghỉ học, tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi tự do. Xuất phát từ thực trạng đó, trường Trung học cơ sở Quảng Hòa đã kết hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Á Châu Việt Nam tổ chức buổi tập huấn kỹ năng bơi lội và xử lý các tình huống nguy hiểm gặp phải dưới nước dưới hình thức một buổi học ngoại khóa. Qua đó giúp các bạn học sinh trong trường trang bị được những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân và những người xung quanh trong dịp hè này. Về cái việc tập huấn kỹ năng sống thì nhà trường đã đặt vấn đề với Trung tâm Giáo dục Kỹ năng sống Á Châu là tổ chức các chuyên đề mà thiết thực cho học sinh trong nhà trường, và đặc biệt là từ cái thực trạng mà học sinh bị đuối nước rất là nhiều thì tôi thấy cần phải rèn cho học sinh cái kỹ năng này, và tôi cũng đã đặt vấn đề với Trung tâm để huấn luyện cho học sinh cái kỹ năng thả nổi trên mặt nước và có thể biết bơi, phòng ngừa khi mà có thảm họa đuối nước. Buổi học ngày hôm đó được diễn ra tại bể bơi xã Quảng Hòa. Các bạn học sinh theo khối lớp sẽ chia thành các nhóm để luân phiên tham gia các nội dung trong buổi học. Buổi học có hai nội dung là lý thuyết và thực hành. Trước hết là phần lý thuyết, học về các tình huống nguy hiểm dưới nước. Nội dung này được giáo viên của Trung tâm Á Châu truyền đạt dưới dạng trình chiếu các hình ảnh, các video trực quan ngắn gọn. Nội dung truyền đạt sinh động, dễ hiểu, giúp các bạn tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. Qua đó giúp các bạn có thể hình dung được các tình huống nguy hiểm dưới nước mà bản thân và những người xung quanh có thể gặp phải. Sau khi được tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống do nhà trường tổ chức, thì em cảm thấy đây là một hoạt động rất là ý nghĩa, thiết thực và cần thiết đối với học sinh chúng em. Trong buổi học thì chúng em được trang bị rất nhiều bài học. Thông qua những bài học ngày hôm nay, em có thể tự bảo vệ bản thân mình và cứu giúp những người khác khi gặp những tình huống nguy hiểm dưới nước. Nhóm học lý thuyết tiếp theo mà các bạn học sinh tham gia đó là học sơ cứu người bị đuối nước. Bởi chúng ta đều biết, việc sơ cứu bước đầu khi cứu được người đuối nước lên bờ là rất quan trọng và cần thiết trước khi các cơ sở y tế có thể tiếp cận được với nạn nhân. Các bạn sẽ được thầy giáo hướng dẫn vị trí, nguyên lý và cách thức để sơ cứu người. Sau đó lần lượt thực hành trên mô hình dưới sự hướng dẫn và quan sát của thầy giáo. Các em biết không, phần lý thuyết này được biết đến là nội dung rất hữu ích và cần thiết, được truyền đạt với giáo cụ trực quan, sinh động. Bởi vậy mà các bạn học sinh đều vô cùng háo hức lắng nghe rồi tập trung áp dụng thực hành. Hàng năm thì nhà trường cũng tổ chức được đến 5 đến 6 buổi về cái các cái lớp học phòng chống cái đuối nước, rồi các cái trò chơi rất là bổ ích cho các cháu. Đây là một cái môn rất là bổ ích cho học sinh, nhằm với mục đích là nâng cao cái kỹ năng sống thì chống cái đuối nước cho các cháu. Đây là một cái sự việc làm rất tốt, có ý nghĩa. Nhóm cuối cùng trong ca học sẽ dành cho các bạn đã hoàn thành hai nội dung lý thuyết, chuyển sang phần thực hành nổi trên mặt nước
là kỹ năng có thể cứu mạng chúng ta và là bước đầu tiên để học bơi tự do. Trước khi học nổi dưới nước, các bạn ấy sẽ phải tiến hành các động tác khởi động để tránh các tổn thương cho cơ hay bị chuột rút, để cơ thể được linh hoạt hơn. Sau phần khởi động này, từng nhóm nhỏ học sinh sẽ được thực hành học nổi dưới nước và có sự hướng dẫn của những chuyên viên của trung tâm. Dưới sự hướng dẫn sát sao, nhiệt tình, cụ thể của các chuyên viên, các bạn đã dần thực hiện được những kỹ năng nổi trên mặt nước dưới đất. Bên cạnh việc học nổi thì em có thêm cái kỹ năng, học thêm được một kỹ năng là sơ cứu cho người gặp nạn. Và em mong rằng là nhà trường sẽ có nhiều cái hoạt động như thế này hơn nữa để giúp cho chúng em có được, chúng em có nâng cao được kỹ năng sống cho bản thân ạ. Đứng trước vấn nạn của thực trạng đuối nước gia tăng của học sinh hiện tại ở Việt Nam bây giờ, thì đơn vị chúng tôi đề nghị phối hợp với nhà trường để triển khai một cái chuyên đề thực hành cho học sinh về phòng chống đuối nước và cách sơ cấp cứu ban đầu. Hy vọng là trang bị cho học sinh được những kiến thức, kỹ năng để các bạn ấy có thể cứu mình trong các tình huống không may bị đuối nước. Quý vị và các em thân mến, vậy là chúng ta vừa được khám phá một buổi sinh hoạt ngoại khóa về việc học bơi của các bạn học sinh trường Trung học cơ sở Quảng Hòa, huyện Quảng Xương với rất nhiều các bài học, kỹ năng bổ ích. Các em biết không, trong các kỹ năng để học bơi, học nổi là một trong những kỹ năng vô cùng cần thiết. Việc biết cách nổi có thể cứu mạng chúng ta và đó là bước đầu tiên để học cách bơi tự do. Vậy kỹ thuật này được thực hiện như thế nào nhỉ? Nếu còn chưa rõ thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về kỹ thuật này qua một số thông tin dưới đây nhé. Có thể các em chưa biết rằng con người có thể tự nổi trên mặt nước. Theo nguyên tắc vật lý cơ bản, bất cứ thứ gì có tỷ trọng lớn hơn nước sẽ chìm trong nước. Trong khi đó, chiếm đến 70% cơ thể con người là nước, nên tính ra mật độ cơ thể gần như tương đương với mật độ nước. Do đó, toàn bộ cơ thể của chúng ta có thể dễ dàng nổi trên mặt nước. Đối với người có trọng lượng nhẹ, mật độ cơ ít nên sẽ dễ nổi trên mặt nước hơn người khỏe mạnh có mật độ cơ lớn. Mặc dù vậy, khả năng nổi của mỗi người có thể thay đổi nhờ việc giữ hơi trong phổi. Vì khi này, phổi có thể chứa được 5-7 lít khí thở. Để có thể nổi trên mặt nước, chúng ta hãy làm quen với những mẹo nhỏ dưới đây nhé. Đầu tiên, cần tập đúng tư thế. Chúng ta sẽ không thể nổi trên mặt nước nếu cứ cố gắng co chân, co tay hoặc co người lại. Điều cần làm lúc này là hãy duỗi thẳng tay chân, vươn ra xa nhất có thể. Hai cánh tay đưa lên đầu song song với mang tai, đồng thời cố gắng phân bổ trọng lượng cơ thể trên mặt nước. Chúng ta càng dàn trải trọng lượng cơ thể tốt thì càng dễ nổi trên mặt nước khi ở dưới bể bơi. Thứ hai, hãy hít thở sâu, giữ tinh thần thư giãn. Hãy hít thở sâu khi tập nổi dưới nước. Phổi của chúng ta giống như hai quả bóng bay khổng lồ. Nếu được lấp đầy không khí, phổi sẽ giúp cho cơ thể nổi lên trên mặt nước một cách tự nhiên và lâu hơn. Thư giãn, giảm căng thẳng cũng là một phương pháp quan trọng để cơ thể nổi dễ dàng. Rất nhiều người có tâm lý sợ nước nên khi gặp chỗ nước sâu, không biết bơi hoặc kiệt sức lại cố gắng vùng vẫy. Càng như vậy, cơ thể càng nhanh chìm. Ngược lại, đừng cố chống chọi lại với nước, hãy thư giãn và thả lỏng cơ thể, cơ bắp. Và cuối cùng, hãy kết hợp sử dụng cơ lõi để nâng đỡ phần dưới cơ thể. Sử dụng cơ lõi ở bụng để nâng đỡ phần dưới của cơ thể sao cho song song với bề mặt nước. Tuy nhiên, không cần phải quá gồng gánh dẫn đến căng thẳng cho cơ bắp và mất sức. Khi cơ thể bắt đầu nổi trên mặt nước, hãy nhắm mắt lại, tận hưởng một vài phút giây thư giãn thoải mái nhất. Gạt bớt áp lực ra khỏi các khớp và cơ thể để nổi được lâu hơn các em nhé. Quý vị và các em thân mến, vậy là trong chương trình Thiếu Nhi ngày hôm nay, chúng ta đã vừa được tham gia lớp học ngoại khóa tập huấn kỹ năng bơi lội trên thực tế, vừa được biết thêm những kiến thức cơ bản về kỹ năng học nổi trong bơi lội rồi phải không nào? Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi đã phần nào giúp quý vị và các em trang bị thêm được những kỹ năng cơ bản để có thể tự bảo vệ bản thân khỏi những tình huống nguy hiểm dưới nước và phòng chống được tình trạng đuối nước trong hè này, để chúng ta sẽ có một mùa hè thật vui khỏe và an toàn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thiếu Nhi hôm nay cũng hết rồi. Cảm ơn quý vị và các em đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!